Trải qua 30 năm phát triển, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, mạng lưới, đội ngũ nhân viên và số lượng khách hàng. Công ty cổ phần gỗ An Cường là nhà cung cấp nguyên vật liệu trang trí nội thất hàng đầu tại Việt Nam và khu vực từ năm 1994. Sở hữu công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế, An Cường tự tin làm hài lòng mọi nhu cầu trang trí nội thất đa dạng, đảm bảo tính bền lâu của vật liệu và sức khỏe người tiêu dùng. Sau hơn 25 năm phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn May Thêu Giày An Phước luôn không ngừng nâng cao quy trình quản lý sản xuất, phát triển đội ngũ nhân viên bền vững, tạo ra những thiết kế thời trang tinh tế nhằm góp phần gia tăng giá trị sống đến khách hàng và xã hội. Với mục tiêu cung cấp cho thị trường 1 triệu tấn thức ăn gia súc, gia cầm và trở thành thương hiệu Việt hàng đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi vào năm 2020, công ty cổ phần Anova Feed đã và đang không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Là đơn vị tiên phong du nhập loại cửa cuốn thông minh từ Australia, công ty cổ phần tập đoàn Outdoor đang là đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm cửa tại Việt Nam. Trải qua hơn 36 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Pitis đã thể hiện sự bứt phá và lớn mạnh phát triển cùng sự đổi mới của đất nước, trở thành một thương hiệu uy tín, tin cậy trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giày dép với người tiêu dùng trong và ngoài nước. KDV được biết đến là thương hiệu dây cáp điện uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm trên 44 năm sản xuất và cung cấp sản phẩm cho các công trình, dự án ngành điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng, công trình công cộng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam hiện nay là nhà sản xuất xăm lốp xe hàng đầu và là đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp cao su tại Việt Nam với tầm nhìn mới, trở thành nhà sản xuất xăm lốp hàng đầu Đông Nam Á. Là công ty phân phối chuyên nghiệp về mặt hàng thực phẩm, trong đó trà là mặt hàng có thế mạnh. Công ty cổ phần sản phẩm sinh thái luôn tiên phong trong công việc cho ra đời các sản phẩm mới để nâng cao giá trị trong văn hóa thưởng trà của người Việt. Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi là doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực với 18 nhà máy xí nghiệp và hơn 60 loại sản phẩm. Hiện nay công ty được đánh giá là một trong những doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống. Công ty cổ phần dược Danafa là công ty dược có bề dày lịch sử hơn 50 năm và luôn đặt mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu, tạo ra các sản phẩm ưu việt, có hàm lượng chất xám và hiệu quả điều trị cao, mang tính độc đáo riêng của doanh nghiệp. Với 25 năm xây dựng và phát triển, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện nước Phúc Hà đã có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực thiết bị ngành nước tại Việt Nam. Với sản phẩm chủ lực là ống và phụ kiện nhựa tiêu chuẩn quốc tế mang thương hiệu Deco, công ty tự tin mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt với giá thành cạnh tranh nhất. Gần nửa thế kỷ góp phần nâng cao sức khỏe con người, công ty cổ phần Dược Hậu Giang từng bước trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất, phân phối dẫn đầu trên thị trường dược phẩm Việt Nam. Kể từ khi thành lập, công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã xác lập vị thế trên thị trường là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Với tầm nhìn chiến lược, quan điểm phát triển bền vững, Doji khẳng định đẳng cấp thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn sàng hội nhập và vươn xa trên thị trường quốc tế. Từ khi thành lập đến nay, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã có quá trình phát triển vượt bậc và trở thành nhà sản xuất xăm lốp hàng đầu tại Việt Nam với đặc tính chịu tải cao, lâu mòn và dịch vụ bảo hành chu đáo. Hơn 30 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân luôn xác định phải chú trọng đến việc nâng cao nội lực, chuẩn mực hệ thống quản trị, tối ưu quy trình vận hành, hướng đến sự phát triển bền vững nhằm nắm bắt cơ hội đến từ các thị trường trong và ngoài nước. Với tôn chỉ kiến tạo chất lượng, công ty cổ phần Đại Đồng Tiến đã và đang khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa gia dụng tại Việt Nam, nhằm đưa thương hiệu Đại Đồng Tiến nói riêng và ngành nhựa Việt Nam nói chung ngày càng phát triển không chỉ trong nước mà còn vươn xa trên thế giới. Với phương châm hàng hóa phong phú, chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh, phục vụ tận tình, công ty cổ phần Đại Thiên Lộc quyết tâm trở thành một doanh nghiệp năng động, sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tối đa hóa giá trị gia tăng cho khách hàng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau đã đưa thương hiệu đạm Cà Mau vững vàng vươn khắp thị trường trong và ngoài nước. Công ty luôn tiên phong kiến tạo và phát triển con người, tiên phong áp dụng công nghệ để trở thành doanh nghiệp phân bón hàng đầu tại Việt Nam. Từ khi thành lập, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã gặt hái được những thành công đáng kể trong công tác vận hành nhà máy an toàn, đạt công suất thiết kế và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Với sứ mệnh chính là đóng góp cho xã hội và cộng đồng, suốt hơn 45 năm qua, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhằm cung cấp sự tiện nghi, nâng cao chất lượng của người dân.
Từ khi thành lập đến nay, công ty cổ phần Eurowindow đã và đang khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và hiện đại hóa kiến trúc đô thị, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam đã trở thành một tập đoàn kinh tế với nòng cốt là lĩnh vực sản xuất thiết bị điện. Với những thế mạnh về tầm nhìn chiến lược, G-Lex cam kết không ngừng tạo nên những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng và người tiêu dùng. Từ khi ra đời, Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải khát Hà Nội đã trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu của ngành đồ uống Việt Nam. Với sự vươn lên mạnh mẽ của một cây đại thủ trong ngành nước giải khát Việt Nam, các sản phẩm của Habeco không những được phân phối rộng rãi tới thị trường trong nước mà cả các thị trường nước ngoài. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực chính, kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại nội địa, với mục tiêu phấn đấu vì lợi ích và sự hài lòng của khách hàng Việt Nam và quốc tế. Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình được biết đến là một trong những nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam. Bằng tất cả nỗ lực và quyết tâm, công ty luôn phấn đấu đưa thương hiệu Hòa Bình trở thành niềm tự hào của ngành xây dựng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với triết lý kinh doanh hòa hợp cùng phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng hàng đầu nhằm đạt được sự tin yêu của khách hàng trong và ngoài nước. Từ khi thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen luôn cố gắng nỗ lực là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép ở Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á. Trải qua chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành dệt may Việt Nam. Với tầm nhìn đưa thương hiệu Hòa Thọ là doanh nghiệp dệt may nòng cốt tại khu vực. Với truyền thống gần 60 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà đã và đang giữ vững vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu về cung cấp sản phẩm văn phòng phẩm và đồ dùng học tập tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu là một doanh nghiệp đầu tư đa ngành với tầm nhìn kiên định dài hạn. Công ty xác định mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng, an toàn gắn liền với trách nhiệm, góp phần phát triển xã hội bền vững. Với triết lý kinh doanh, chất lượng là sự sống còn của thương hiệu. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đổi mới, sáng tạo, đầu tư công nghệ hiện đại để hướng đến mục tiêu trở thành công xưởng sản xuất kềm của thế giới. Là một trong những doanh nghiệp thiết bị điện Việt Nam, Công ty Cổ phần KIT Việt Nam luôn tự hào và không ngừng phấn đấu nhằm tiếp tục cho ra đời các sản phẩm thiết bị điện dân dụng, công nghiệp đa dạng nhất, đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, dịch vụ hoàn hảo và thân thiện với môi trường, hướng tới tương lai bền vững.